bí mật đằng sau việc huấn luyện viên Solskjaer bị lật ghế ở Manchester United. Tờ Telegraph đã tiết lộ rằng từ lâu trong nội bộ Manchester United đã tồn tại những cơn sóng ngầm và góp phần khiến cho huấn luyện viên Solskjaer bị sa thải. Tối qua, trang chủ của Manchester United đã chính thức thông báo sa thải huấn luyện viên Solskjaer. Đó là điều không thể khác sau chuỗi phong độ tồi tệ của đội bóng trong thời gian qua. Bản thân huấn luyện viên người Na Uy cũng chịu sức ép lớn. Mặc dù vậy, theo nguồn tin từ tờ Telegraph, ngoài vấn đề chuyên môn yếu kém, huấn luyện viên 48 tuổi này còn mất kiểm soát trong phòng thay đồ của Manchester United. Những cơn sóng ngầm đã tồn tại ở câu lạc bộ trong thời gian qua. Theo nguồn tin này, vào tháng trước, trung vệ Eric Bailly đã thực sự phát điên vì quyết định của huấn luyện viên Solskjaer. Theo đó, ông đã thẳng tay loại cầu thủ này ra khỏi danh sách đăng ký thi đấu ở trận gặp Leicester City. Nguyên nhân vì anh chưa đủ thể lực. Tuy nhiên, ngôi sao người bờ biển Nga lại cho rằng anh thừa sức khỏe và đã trở lại tập luyện đầy đủ cùng với toàn đội trước thềm trận đấu này sau khi điều trị chấn thương bắp chân. C. Ronaldo không ít lần công khai thể hiện sự thất vọng. Đơn cử như trận đấu với Everton, cầu thủ này mặt hầm hầm bước vào phòng thay đồ. Bên cạnh đó, không ít lần CR7 đã mất kiểm soát trên sân, dẫn tới những hành động phi thể thao với các đối thủ ở trận gặp Liverpool và Man City. Kể từ khi trở lại Manchester United, tiền đạo người Bồ Đào Nha luôn lo lắng về sự sụt giảm tiêu chuẩn ở Old Trafford. Thế nhưng, C. Ronaldo lại nhận ra rằng các đồng đội ở Manchester United quá dễ dàng thỏa hiệp với những nỗi thất vọng. Nguồn tin từ tờ Telegraph còn khẳng định nhiều cầu thủ dự bị như Donny van de Beek, Jesse Lingard và Nemanja Matic bất mãn với cách dùng người của huấn luyện viên Solskjaer. Trong đó, họ cho rằng ông luôn thiên vị với một nhóm cầu thủ nhất định và vẫn tin dùng ngay cả khi họ không có phong độ tốt nhất. Điều trớ trêu rằng van de Beek lại là người cuối cùng ghi bàn dưới triều đại của Solskjaer ở Old Trafford. Tháng trước, Paul Ince đã thể hiện sự bất bình với cách dùng van de Beek của Solskjaer. Ông cho rằng ngôi sao người Hà Lan nên tìm cách ra đi. Sau giai đoạn thăng hoa ở West Ham, Lingard trở về Manchester United với khát vọng tỏa sáng. Thế nhưng, cầu thủ này cũng phải làm quen với băng ghế dự bị. Dù không tỏ ra gay gắt nhưng Lingard lại ngầm thể hiện sự phản đối với Solskjaer bằng việc đăng tải đoạn video bàn thắng của mình khi thi đấu ở West Ham lên trang Instagram cá nhân. Như một hành động để nhắc nhở ông thầy. Nhiều quan điểm cho rằng Lingard đã hết chịu nổi tình cảnh ở Manchester United và đã sẵn sàng trở lại West Ham trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2022. Alex Telles, một cầu thủ khác bị ruồng bỏ, cũng có động thái tương tự khi đăng tải lên trang cá nhân dòng trạng thái đầy ẩn ý, những điều tốt đẹp chỉ tới với những người được làm việc. Theo tờ Telegraph, gánh nặng dồn lên vai trợ lý Carrick ở thời điểm này là rất nặng nề bởi anh sẽ phải dọn dẹp sự bất mãn âm ỉ trong thời gian qua. Để hướng Manchester United trở thành tập thể gắn kết hơn, các huấn luyện viên Brendan Rodgers, Zinedine Zidane, Mauricio Pochettino và Erik ten Hag đều nằm trong danh sách có thể tới tiếp quản ghế nóng của Manchester United. Thế nhưng, trong thời gian qua, không nhiều người mặn mà với công việc này. Vào giữa tuần tới, Manchester United sẽ phải đối diện với thử thách khó khăn mang tên Villarreal ở Champions League. Đây sẽ là trận đấu quyết định tới tấm vé đi tiếp của Quỷ Đỏ.